Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng diễn ra hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ lần thứ hai về quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, bí thư tỉnh, thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ và các cơ quan liên quan. Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, thể hiện những định hướng lớn và cơ bản của các quy hoạch ngành quốc gia về tổ chức không gian phát triển, giúp mở đường tạo ra các động lực phát triển, tiềm năng phát triển, không gian phát triển mới của quốc gia, của vùng và thể hiện cụ thể trên phạm vi không gian của từng địa phương. Các hội nghị chúng ta đều tập trung để giải quyết những cái vấn đề mà đang vướng mắc hiện nay và cách tiếp cận làm sao nó để cho nó tổng thể. Cái thứ hai nữa là từ nay đến cuối nhiệm kỳ thì cố bàn với nhau có những vấn đề gì trong vùng bàn được với nhau để giải quyết những cái khó khăn vướng mắc hiện nay, tức là những cái gì mà chúng ta cần phải cởi trói, thì chúng ta sẽ cùng nhau có một sự đồng thuận để chính phủ cũng mạnh mẽ đưa ra những cái quyết định để làm sao mà thúc đẩy cho được cái đà tăng trưởng, giữ cho được cái đà tăng trưởng và cái sự phát triển, và đặc biệt là các cái tỉnh miền Trung, Duyên hải Trung Bộ chúng ta, những địa phương mà có thể nói là có rất nhiều cái yếu tố có thể nói là cũng có thuận lợi nhưng mà khó khăn trên cái nhìn nhận là có thời gian tới. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, là mặt tiền của quốc gia, là khúc ruột của Tổ quốc, là cửa ngõ ra biển cả và bệ đỡ cho các tỉnh Tây Nguyên. Trong giai đoạn vừa qua, toàn vùng đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2020 bình quân 7,3% trên một năm, cao hơn tốc độ tăng cả nước cùng giai đoạn. Quy mô kinh tế của vùng năm 2020 đạt 1.157.000 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ và công nghiệp là chủ đạo. Một số ngành kinh tế cơ bản, nhất là các ngành kinh tế biển, các ngành có giá trị gia tăng cao được hình thành và phát triển. Mặt khác, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, sáng tạo, bền vững và bao trùm. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển dịch chuỗi cung ứng tới Việt Nam. Tiềm năng đón khách du lịch quốc nội và quốc tế ngày càng tăng sau đại dịch COVID-19, cũng như cơ chế chính sách từ Trung ương giúp thúc đẩy các nền tảng hạ tầng cho phát triển, du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để làm sao mà nó tạo ra những cái động lực, tạo ra sự lan tỏa và tạo ra sự kết nối. Thì tôi rất mong muốn là trong quy hoạch này chúng ta cần phải sắp xếp được một cái thứ tự các cái ưu tiên. Trong đó thì ưu tiên những dự án có tính động lực của vùng. Để rồi trên cơ sở này thì Hội đồng vùng với tư cách là được Thủ tướng Chính phủ phân công thì tôi, công chí, lãnh đạo các bộ ban ngành và các địa phương sẽ quyết định những vấn đề này. Tức là thay bằng cái việc mà chúng ta mấy lâu nay ưu tiên cho từng địa phương thì bây giờ chúng ta lựa chọn những công trình liên địa phương, tức là có thể tiếp cận theo tiểu vùng hoặc là tiếp cận cả cái vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Thì đây là cái việc thứ hai tôi nghĩ là nó hết sức quan trọng và cần thiết với chúng ta. Và nếu mà chúng ta xác định được những cái vấn đề lớn như vậy thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ giải quyết bài toán là nguồn lực thì còn hạn chế, nhưng mà đầu tư thì dàn trải mà không phát huy được. Hội nghị lần này nhằm thẩm vấn lấy ý kiến của các thành viên, ủy viên của Hội đồng điều phối vùng, các cơ quan tổ chức liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học đối với bản dự thảo quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng để trình thẩm định phê duyệt theo quy định.